Hi, xin chào các bạn. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem video clip của mình thì mình là Duy, trưởng nhóm kinh doanh của Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng. Bên cạnh của Duy là một cái chiếc xe siêu phẩm của bạn, thì đây là cái chiếc xe mà có thể nói là rất là nhiều các anh chị khách hàng quan tâm và chờ đợi em nó ha. Đây là chiếc GLC 300 phiên bản All New, hay còn gọi là phiên bản 2023. Thì với cái phiên bản 2023 này, GLC 300 của chúng ta lột xác hoàn toàn luôn các bạn. Một chiếc xe hoàn toàn mới và không giữ lại bất kỳ những cái điểm gì của một cái chiếc xe GLC cải phiên bản trước đó. Ok, bây giờ Duy sẽ mời các bạn cùng Duy xem thật kỹ cái chiếc xe Mercedes-Benz GLC 300 AMG phiên bản 2023. Về phần đầu xe thì các bạn sẽ thấy Mercedes-Benz GLC 300 của chúng ta có một cái lưới tản nhiệt nó rất là lớn ha. Nó sẽ lớn hơn so với các phiên bản trước đây, bởi vì là các bạn sẽ thấy là cái phần đèn xe với lại cái phần lưới tản nhiệt bây giờ được thiết kế liền mạch với nhau ha. Thì với cái thiết kế này làm cho chúng ta cảm giác là cái phần lưới tản nhiệt của chúng ta nó to hơn và hoành tráng hơn rất là nhiều ha. Đây là cái thiết kế mới, và với cái thiết kế này hiện tại là đã trên cái mẫu xe C300 AMG ha. Thực chất thì các bạn sẽ thấy là C300 AMG hoặc là GLC 300 phiên bản 2023 này có cùng một cái ngôn ngữ thiết kế ha. Hầu như là về phần thiết kế bên ngoài cũng như là bên trong, hai chiếc xe nó có rất là nhiều điểm giống nhau. Về phần phía trước lưới tản nhiệt thì các bạn sẽ thấy là đây là một cái logo dạng 3D các bạn nha. Bởi vì sao? Đây là cái logo có được trang bị ở bên trong cái radar ha. Những cái cảm biến để giúp cho cái chiếc xe chúng ta nó sẽ hoạt động những cái tính năng như là giữ khoảng cách ha, những cái tính năng mà an toàn khi là lái xe ha. Một lát nữa Duy sẽ cho các bạn xem ở bên trong. Còn ở đây thì các bạn sẽ thấy là có một cái camera ở phía trước, đồng nghĩa với việc là chiếc xe C300 AMG của chúng ta được trang bị cái hệ thống camera 360 độ. Về phần cản trước thì đây là cái thiết kế đặc trưng của những cái chiếc xe AMG, những phiên bản mới nhất. Những cái phiên bản từ năm 2023 thì hầu như là AMG của chúng ta có một cái thiết kế thay đổi như thế này. Đó. Về phần đầu xe thì chúng ta sẽ thấy là không thể nào bỏ quên cái chi tiết đèn các bạn. Về phần đèn xe thì các bạn sẽ thấy là cái chiếc GLC 300 của chúng ta có một cái phần đèn xe rất là ấn tượng nè. Các bạn sẽ thấy là có những cái vệt LED màu xanh ở bên trong ha, rất là đẹp ha. Và cái chiếc xe, cái đèn xe của chúng ta hiện tại đây là cái đèn xe Digital Light các bạn nha. Là một cái đèn xe có thể nói là mới nhất, tiên tiến nhất của Mercedes-Benz hiện tại bây giờ. Và hầu như là bây giờ chúng ta sẽ thấy là trên chiếc xe Maybach hoặc là những cái dòng xe C300 mới được trang bị cái hệ thống đèn pha Digital Light này. Khi nhìn từ bên hông thì chúng ta sẽ thấy là phần mâm xe của chiếc xe GLC 300 phiên bản 2023 này có một cái bộ mâm rất là thể thao, và đây là bộ mâm của AMG. Lớp xe của chúng ta là với kích thước là 255/45 R20, có nghĩa là mâm của chúng ta là mâm 20 inch, bây giờ nó sẽ lớn hơn 1 inch so với lại cái phiên bản trước đây ha. Lớp của chúng ta là lớp Continental. Đó, thì với cái bộ mâm này thì các bạn cũng thấy rất là nhiều trên những cái mẫu xe AMG rồi, là điển hình là các bạn sẽ thấy là ở bên ngoài là một cái mặt nhôm ha, nhưng mà bên trong được sơn cái màu đen bóng. Đó, và những cái mâm này các bạn thì được bố trí là rất là nhiều những cái nang nhỏ ha. Khi mà cái mâm này khi mà quay trên đường các bạn thì các bạn sẽ thấy nó rất là đẹp ha. Về phần mà đĩa phanh các bạn thì các bạn sẽ thấy là cái đĩa phanh bây giờ nó sẽ to hơn và có chi tiết đục lỗ. Ngoài ra thì cái cùm phanh của bạn nó cũng sẽ to hơn so với lại cái chiếc xe GLC 300 trước đây luôn ha. Đây là một cái bộ phanh, thì Duy nghĩ là bộ phanh này được trang bị cho những cái mẫu xe AMG luôn các bạn, nhưng mà do là cái phanh này vẫn là để mâm để cái phanh của Mercedes-Benz thôi ha. Đây là một cái cùm phanh nó cũng rất là đặc biệt ha. Đối với phiên bản 2021-2022 thì các bạn sẽ thấy là cái cùm phanh nó nhỏ hơn, cũng như là cái đĩa phanh nó cũng sẽ không có đục lỗ. Khi các bạn từ bên hông thì chúng ta sẽ thấy chiếc xe GLC 2023 của chúng ta có một cái thiết kế rất là giống như những cái chiếc xe coupe các bạn. Là các bạn thấy là từ bên hông này, cái phần đuôi xe nó rất là đẹp, đẹp hơn rất là nhiều so với lại cái phiên bản trước đây. Và một điểm mà làm cho chiếc xe GLC 300 của chúng ta thêm cái phần thể thao và cá tính hơn rất là nhiều, đó chính là cái phần cùm gương. Các bạn sẽ thấy là cái cùm gương của chiếc xe hiện tại bây giờ được bắt trên cái cửa kính. Đó, trước đây thì các bạn sẽ thấy là những cái chiếc xe Mercedes-Benz thông thường là sẽ cái cùm gương sẽ bắt lên cái khu vực này. Đó, rất là nhiều xe ha, nhưng mà đối với cái chiếc xe GLC 300 phiên bản mới này thì các bạn sẽ thấy đây là một cái chi tiết rất là thể thao và cá tính nhìn cái chiếc xe này. Đó, và các bạn thấy là chỉ những cái chiếc xe mà thể thao rất là đặc biệt bên dưới các bạn, như là AMG GT 53 hoặc là những cái mẫu xe thể thao bạn thì mới có cái thiết kế cái cùm gương như thế này thôi ha. Rất là đặc biệt. Một điểm nữa các bạn, thì các bạn sẽ thấy là cái phần bệ bước của chiếc xe GLC 300 phiên bản mới này của chúng ta nó có một cái bệ bước ở cái phần mà cửa trước các bạn sẽ thấy là nó
có một cái kích thước nhỏ ha, càng về sau thì nó sẽ càng to bản hơn. Thì bởi vì là khi mà chúng ta bước từ ở bên ghế tài xuống các bạn, thì thông thường chúng ta sẽ bước thẳng trực tiếp xuống dưới đất luôn, bạn không bước lên trên cái bệ bước này đó. Thì đó là cái thói quen mà sử dụng của những anh chị khách hàng cho chiếc xe GLC này. Thì với phiên bản trước thì các bạn sẽ thấy là cái bệ bước này nó khá là to ra ngoài đây đó, thông thường là chúng ta sẽ bị dơ cái ống chân khi mà chúng ta bước đó, nhưng mà đối với phiên bản này nó sẽ cải thiện hơn ha đó. Và chỉ có một cái chi tiết là rộng hơn ở phần cái cửa sau thôi ha. GLC 300 của chúng ta thì các bạn sẽ thấy không thể nào thiếu cái chi tiết là cảm ứng góc cửa Keyless Go ha. Đây là những cái tính năng hầu như là tiêu chuẩn trên những cái mẫu xe mà cuối bảng của những cái dòng xe Mercedes-Benz. À, ngoài ra thì các bạn sẽ thấy là trên gương của chúng ta có một cái hình tam giác nè. Thì các bạn thấy là với hình tam giác này thì Di cũng đã giới thiệu cho các anh chị các bạn rất là nhiều rồi. Đây là cái chi tiết là cảnh báo điểm mù ha. GLC 300 phiên bản all-new này của chúng ta được trang bị cái tính năng này luôn. Một lát nữa bên trong còn rất là nhiều tính năng hay, Di sẽ cho các bạn xem. Ok, giờ Di sẽ mời các bạn đi ra phía sau ha. Về khu vực phía sau thì các bạn sẽ thấy là có gì đó, một cái chiếc xe GLC 300 bây giờ nó rất rất là giống như những cái chiếc xe coupe, những cái chiếc xe thể thao ha. Phần đuôi xe này các bạn thấy không? À, nó mềm mại hơn so với lại cái phiên bản trước đây rất là nhiều nè. Cụm đèn xe của chúng ta thì được thiết kế là nhỏ nè ha. Bây giờ sẽ mở đèn lên lại nè. À, cụm đèn xe của chúng ta thì thiết kế các bạn thấy không? Nhỏ, được vuốt nhỏ ở khu vực này ha. Ở khu vực này thì các bạn sẽ thấy là có một cái chi tiết là nẹp màu đen ha, được nối liền giữa hai cái đèn này ha. Đây cũng là một cái chi tiết rất là ấn tượng chiếc xe GLC 300 này. Ok, bây giờ Di sẽ mở cốp. Về phần cốp xe các bạn thì một cái chia sẻ rất là thú vị ha. Chiếc xe GLC 300 phiên bản all new của chúng ta có cái cốp xe rộng hơn rất là nhiều so với lại cái phiên bản trước đây, cũng như là đây là cái cốp xe rộng nhất trong phân khúc các bạn nha. Rộng nhất trong cùng một phân khúc luôn. Đó, điển hình là các bạn sẽ thấy là hiện tại bây giờ cái cốp xe của chúng ta nó sẽ sâu hơn so với lại cái phiên bản đây. Các bạn sẽ thấy ở đây có một cái chi tiết để chúng ta đẩy hành lý nè ha. Rất là lịch sự khi chúng ta để đồ ở khu vực này rất là lung tung, thì chúng ta có thể là kéo đẩy lại từ phía trước có thể nhìn xuống không thấy, hoặc là từ ở phía trên nhìn xuống không thấy hành lý của chúng ta bước lung tung ha. Bên dưới của chúng ta thì được các bạn sẽ thấy là chiếc xe bánh xe dự phòng của xe GLC ha. Hiện tại là được trang bị một cái lớp xe dự phòng bánh này, bánh nhỏ là các bạn nha. Đây là cái lớp xe để mà chúng ta đi tạm. Ở đây thì có một cái bình ắc quy của xe ha. Hiện tại bây giờ bình ắc quy của xe đang đặt ở phía sau đó. Về chi tiết dưới này thì các bạn sẽ thấy là nó cũng sẽ không có gì đặc biệt. Bây giờ Di sẽ đóng cái cốp lại nha. Trên đây thì các bạn sẽ thấy là có hai cái nút để chúng ta gập cái hàng ghế ở giữa nè. À, thì với cái chi tiết này thì cái phiên bản trước đây nó cũng sẽ có trang bị thôi, nó cũng không có gì khác, cũng không có gì đặc biệt hơn ha. Bây giờ Di sẽ đóng cái cốp lại nè. Các bạn sẽ thấy trên cái cốp chúng ta vẫn có hai cái nút bấm ha, vẫn là cái nút stop, vẫn cái nút khóa cửa xe ha. Khi mà chúng ta bấm cái nút này thì cái cốp của chúng ta sẽ đi xuống ha, còn nếu mà chúng ta bấm vào cái nút khóa cửa thì cái cốp xe của chúng ta nó sẽ đóng lại và nó khóa luôn cả chiếc xe luôn, và chúng ta có thể là đi ha. Ok, bây giờ Di sẽ mời các bạn đi vào bên trong nội thất của chiếc xe Mercedes-Benz GLC 300 này. Ok, một điều nữa các bạn sẽ thấy cái chi tiết Oppo nè. Bây giờ cái Oppo của chúng ta nó được thiết kế nó cũng nhỏ gọn hơn, nó dẹp hơn ha các bạn ha. Đó, cũng tạo cho chúng ta cái cảm giác nó rất là thể thao hơn. Khu vực này các bạn sẽ thấy có một cái chi tiết Off Roam nè. Thật ra với cái phiên bản GLC 300 mới này các bạn, nó có nhiều cái chi tiết Off Roam hơn, làm cho chiếc xe của chúng ta nó sang trọng hơn và thể thao hơn rất là nhiều ha. Ok, đây là nội thất của chiếc xe GLC 300 của chúng ta ha. Thì với cái phần nội thất này thì các bạn sẽ thấy nó rất là giống như trên chiếc xe C300 AMG ha. Chiếc xe C300 AMG thì Di đã quay cho các bạn xem rất là nhiều rồi. Đó, vẫn sử dụng những cái màn hình, những cái hệ điều hành ha, cũng như là có một cái thiết kế gần như là giống nhau hết 100% luôn. Kể cả ghế xe, những cái chi tiết về mai trên ghế, màu sắc của ghế. Hiện tại thì GLC 300 của chúng ta sẽ có hai cái màu nội thất các bạn. Đây là một cái màu nâu và đen. Đó, và một cái màu nữa là chúng ta đem hết nguyên cái phần nội thất luôn ha. Đó, thì nó cũng giống như cái chiếc xe C300 AMG. À, khu vực này thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ khác một chút xíu so với cái C300 nè. Khu vực này thì các bạn sẽ thấy là đây là một cái tấm ốp sợi kim loại ha. Đó, nhìn rất là giống như xe carbon. Đó, chúng ta nhìn những cái chi tiết này thì chúng ta sẽ biết là đây là một cái chiếc xe rất là thể thao.
đó, những cái chi tiết nè các bạn thấy hầu như là bây giờ được thiết kế lại hoàn toàn so với là cái phiên bản trước đây luôn đó, những cái hốc gió mái lạnh được gắn đèn luôn, rất là đẹp. Buổi tối thì khi chúng ta lái cái chiếc xe C300 gọi là C300 AMG này thì nó tạo cho chúng ta một cái cảm giác rất là phấn khích khi mà chúng ta lái xe, cũng như là khi mà buổi chiều về chúng ta trở về trên cái chiếc xe của chúng ta thì nó tạo cho chúng ta những cái đèn led này, nó tạo cho chúng ta một cái sự thư giãn ha. Vì GLC 300 đây là cái dòng xe cuối bảng của GLC cho nên là các bạn sẽ thấy không thể nào bị thiếu cái dàn lo Boommaster hết. Đây là một cái dàn lo mà khỏi nói là rất là đặc biệt, và chỉ những cái dòng xe rất là đặc biệt bên Di mới được trang bị cái lo Boommaster này thôi. GLC 300 của chúng ta thì được trang bị tổng cộng là 15 lo các bạn, 15 lo Boommaster vẫn giống như là cả C300 luôn, với công suất là 710W. Đây là một cái hệ thống âm thanh thì Di nghĩ là các anh chị khách hàng nào mà đam mê về nghe nhạc khi mà chúng ta lái xe trên đường các bạn thì rất rất là thích cái hệ thống âm thanh này. Một cái điểm nữa các bạn là GLC mới được trang bị cái tính năng này cũng khá là hay, rất là hay ha, và Di nghĩ là anh chị khách hàng rất là thích. Đây, tính năng Upross này, vượt địa hình các bạn. Thì với tính năng Upross này thì chủ yếu là hỗ trợ cho chúng ta bằng phần mềm để chúng ta có thể là di chuyển những cái đoạn đường mà xấu một cách coi như là hiệu quả hơn, cũng như là các bạn sẽ thấy là ở khu vực này có những cái thông số về tọa độ nè các bạn. Đây, những thông số về tọa độ nè. Thực chất là khi mà chúng ta đi bình thường các bạn trên thành phố hoặc là đi những cái đường phố thông thường, đường quốc lộ này nọ thì thực chất là không có cần phải sử dụng tới cái tính năng mà tọa độ ở đâu. Nhưng mà khi chúng ta lái approach trên trong rừng các bạn thì chúng ta hoàn toàn chúng ta không có biết đây là cái cung đường nào hoặc là cái đường nó tên gì hết, bởi vì là trong đó là chỗ nào nó cũng như chỗ nào hết. Thì cái tọa độ này để giúp cho cái người mà cứu hộ các bạn thì có thể là khi mà chúng ta xe chúng ta không thể di chuyển được nữa thì có thể là sử dụng cái tọa độ này để mà cứu hộ cho chiếc xe. Thực chất thì đây là một cái tính năng mà có thể nói là thêm thôi, có thể là ở Việt Nam mà chúng ta thì có rất là ít, không hầu như là rất là hiếm anh chị nào mà sử dụng cái chiếc xe GLC chúng ta để đi off-road trong rừng ha. Nhưng mà ở nước ngoài, các thị trường nước ngoài thì cái việc mà khách hàng sử dụng mà xe để đi off-road, đi cắm trại các bạn thì thường xuyên ha, rất là nhiều đó. Đây là một là tính năng rất là hay đó. Ngoài ra thì có một cái tính năng nữa các bạn, Di nghĩ là với cái tính năng này thì sẽ các anh chị các bạn sẽ thích hơn rất là nhiều. Đây là cái tính năng là transparent bonus. Đây là cái tính năng có thể nói là, hay dịch cái tiếng Việt của bạn đó là cái capo trong suốt. Có nghĩa là khi mà chúng ta chạy bật cái tính năng lái off-road các bạn thì những cái phần mà đá tảng ở cái khu vực phía dưới, những cái ổ gà, những cái ổ voi hoặc là những cái chỗ mà có đá tảng nhiều quá, chúng ta có thể là nhìn thấy được hết tất cả phần đầu xe, kể cả cái khu vực ở cái phần capo này. Những cái camera phía trước hai bên xung quanh xe các bạn nó sẽ kết hợp với cái phần mềm để tạo cho cái màn hình này, cũng như tạo cho cảm giác chúng ta là giống như là chúng ta đang nhìn thấy có một cái camera ở dưới ha. Nhưng mà đây là một cái tính năng hỗ trợ phần mềm rất là hay, và như nghĩ là các anh chị khách hàng sẽ rất rất là thích cái tính năng mới này trên chiếc xe GLC 300 All New. Còn lại thì hầu như là GLC 300 của chúng ta thì vẫn được trang bị những cái tính năng tiện nghi, tiện ích cơ bản, chẳng hạn như là sạc điện thoại không dây nè, kết nối điện thoại Apple CarPlay không dây nè, hoặc là Android Auto ha. Ở trong này thì các bạn sẽ thấy là cái cốp là chúng ta là cốp không thôi, không có cái xịt nước hoa thông minh ha, cũng như là xe GLC 300 hiện tại vẫn chưa được trang bị cái hiển thị thông tin trên kính chắn gió ha. Đây là một cái điểm mà như nghĩ là nếu mà có thêm thì cũng sẽ rất là tốt, còn nếu không có thêm thì cũng không vấn đề. Ok, bây giờ Di sẽ mời các bạn đi ra khoang sau để chúng ta trải nghiệm xong cái phần mà khoang sau này nó có rộng rãi hơn so với cái phiên bản trước đây hay không. Khi mà Di mở cái cửa ra các bạn thì các bạn sẽ thấy cái cửa xe nó cũng sẽ khác so với phiên bản trước đây, bởi vì là cái phần cốp xe phiên sau này bây giờ được thiết kế lại, các bạn nhìn nó thể thao hơn ha. Cái ghế này thì Di đã chỉnh cho nó vừa ở phía trước nè, đó các bạn thấy không, nó khá là rộng. Trần xe cũng vậy ha, cảm giác là khi mà chúng ta ngồi vào cái phiên bản mới thì lúc nào nó cũng có những cái sự cải tiến hơn so với lại cái phiên bản trước rất là nhiều. Và Mercedes-Benz lúc nào cũng vậy, hoặc là các nhà sản xuất xe các bạn lúc nào cũng vậy, sẽ dựa vào những cái trước đó để cải tiến cho những cái phiên bản phía sau nó tối ưu hơn ha. Về phần mà gói đầu xe nè các bạn sẽ thấy là cái phần gói đầu xe nó thiết kế thành một khối như thế này, nó cũng sẽ khác so với là cái trước đây các bạn sẽ thấy có hai cái ti bằng kim loại ở đây ha. Nhưng mà phiên bản mới chúng ta thấy nè, nó gọn hơn ha, cũng như là nhìn nó sẽ thể thao, cái ghế của chúng ta sẽ thể thao hơn rất là nhiều so với phiên bản trước đây. Ok, bây giờ Di sẽ cho các bạn xem cái phần động cơ của chiếc xe Mercedes-Benz GLC 300 AMG phiên bản mới này nha.
Về phần và động cơ thì các bạn sẽ thấy là chiếc xe GLC 300 của chúng ta được trang bị cùng một động cơ với lại cả chiếc xe C300 AMG mà Duy đã quay cho các bạn xem rất là nhiều. Đây là động cơ 2.0 thế hệ mới nhất của Mercedes-Benz và sử dụng hầu như rộng rãi trên những cái mẫu xe của Mercedes-Benz, với công suất là 258 mã lực kết hợp cùng với lại cái motor điện 48V và cái hộp số tự động 9 cấp thì giúp cho các chiếc xe Mercedes-Benz GLC 300 của chúng ta tăng tốc từ 0 đến 100 km/h chỉ mất hơn 6 giây thôi các bạn. Đây là một cái động cơ như là hiệu suất có thể nói là tốt nhất hiện tại bây giờ cũng như là tối ưu nhất hiện tại bây giờ của Mercedes-Benz. Ok, thì bây giờ Duy sẽ xin phép được kết clip tại đây. Nếu các bạn có bất kỳ những quan tâm nào đến những cái mẫu xe của Mercedes-Benz thì các anh chị các bạn đừng ngần ngại gọi cho Duy qua số điện thoại của Duy là 0914653979. Hẹn gặp lại các anh chị các bạn trong những clip theo.